Xin chào các bạn, trận đấu sắp diễn ra kèo kỳ pháo solo của các cao thủ mới nổi. Kỳ pháo săn dài 9m. Bên đây Tuấn Ruby, chợ mới An Giang, gặp gỡ Phong Tân Thạnh, Thanh Bình Đồng Tháp. Bên đây Tuấn bên kia Phong các bạn. Nó bắt đầu điểm không không. Bóng ngoài, điểm cho Phong 1-0. Bóng ngoài. Điểm Tuấn 1-1. Phát bóng ngoài. Điểm cho Phong 2-1. Bóng ngoài, điểm cho Phong 3-1. Bóng thiếu, điểm cho Phong 4-1. Một bình nước lạnh đi. Tiếp tục nâng điểm số cho Phong 5-1, hai bên đổi sân. Bóng ngoài, điểm cho Tuấn 2-5. Dò ra. Điểm cho Phong 6-2. Bóng ngoài, điểm Tuấn 3-6. Tiếp tục nâng số cho Tuấn 4-6. Bóng tốt. Điểm cho Phong 7-4. Bóng ngoài, điểm cho Tuấn 5-7. Hay quá. Bóng ngoài, điểm cho Tuấn 6-7. Lấy chai xuống anh ơi. Trời ơi.
Điểm cho Tấn 7 đều. Tiếp tục nâng số cho Tấn 8-7. Bóng ngoài. Điểm cho Phong 8 đều. Hay quá. Quá đẹp. Điểm cuối. Điểm cuối cho Phong 98. Bóng thiếu. Điểm 9 đều, thiếu đều. Chín đều, chiếu đều. Chiếu đều. Cái pháo solo săn dài 9m. Tứng VB An Giang. Nói gặp Phong Tân Thạnh Đồng Tháp bóng ngoài. Sẽ đá vừa đã nhầm thắng về cho Phong Tân Thạnh Thanh Bình Đồng Tháp. Lại rồi.